Con cá ngừ nặng hơn 400 kg, bán với giá là 320.000 USD, là dấu mốc cuối cùng trong lịch sử hơn 80 năm của chợ cá lớn nhất trên thế giới Tsukiji tại Nhật Bản. Trước ngày đóng cửa, chợ cá Tsukiji nổi tiếng với buổi đấu giá trước bình minh, nơi mà hàng trăm con cá ngừ đánh bắt từ khắp các góc ngách của đại dương được mang tới để bày bán. Theo đó, con cá ngừ kỷ lục 405 kg trong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá lớn nhất thế giới Tsukiji thuộc về ông chủ một chuỗi cửa hàng sushi tại Tokyo với giá 320.000 USD. Đây sẽ là phiên đấu giá đầu năm cuối cùng của khu chợ trước khi đóng cửa và di rời về một địa điểm khác. Trong mỗi phiên bán đấu giá đều mang đến cho chúng tôi những niềm vui và sự hứng khởi. Chúng tôi hy vọng thị trường cá sẽ phát triển hơn trong những năm tiếp theo. Được biết, những con cá ngừ được các nhà cung cấp chuyển tới trong đêm. Trước khi bình minh lên, người mua sẽ kiểm tra chất lượng cá bằng các phương pháp thủ công như cách họ đã làm qua hàng chục năm, đó là kiểm tra thịt ở đuôi cá. Những con cá ngừ nặng hàng trăm kg là sản phẩm giá trị nhất trong phiên đấu giá đầu năm mới. Các thương nhân tin rằng việc mua được con cá ngừ khổng lồ sẽ mang lại may mắn và lợi nhuận cho công việc kinh doanh. Chợ cá Tsukiji được lập ra từ năm 1935 với cơ sở hạ tầng hiện đại bậc nhất thế giới vào thời gian đó. Khu chợ cung cấp khoảng 480 loại hải sản, từ rong biển rẻ tiền đến trứng cá muối đắt tiền hay thậm chí cả thịt cá voi. Mỗi năm, chợ Tsukiji bán ra khoảng 700.000 tấn hải sản, thu về khoảng 6 tỷ USD.